không có bảo vệ vệ sĩ gì vậy. Con ai một trăm gì đó. Ủa Biêu Biêu nói để cho tôi vui mừng được gặp lại nhạc thiết kế Linh Sang. Xin được chào đón tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, Á hậu Quý bà Thế giới, Chủ tịch William Global Holdings, Tổng giám đốc Nam Hương Group. Vừa lãnh đạo.
và lúc này chúng tôi rất vui mừng được chào đón ông Đăng Hậu, đại diện của Jessica Jewelry, nhà tài trợ phương miện của Miss Fitness Việt Nam 2022. Xin được đồng chí chào đón ông. Đã mang đến chiếc vương miện Dazzling Power cho người sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Miss Fitness Việt Nam. Dì Thư ơi. Và thêm một đơn vị nữa đã đồng hành cùng với Hoa hậu Thể thao Việt Nam với vai trò là đơn vị bảo trợ truyền thông. Và lúc này đây, chúng tôi xin được chào đón vị khách quý đến từ TikTok Việt Nam. Xin được chào đón chị Trang, giám đốc marketing TikTok Việt Nam. Anh đó. Dù còn khá sớm thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự xuất hiện và đồng hành từ phía những celeb, những nghệ sĩ tại khu vực Hàm Tảo của đêm chung kết Miss Fitness Việt Nam. Và lát nữa đây thôi, chúng tôi tin chắc rằng sẽ còn rất nhiều những tên tuổi lớn góp mặt tại thảm đỏ của Hoa hậu Thể thao. Chúng tôi sẽ được chào đón ông Dan Trần, CEO Trans Management. Đó, Facilito Thu Nguyễn. Đó.
chào đón nữ diễn viên. Chị Hương ơi, chị Hương ơi. Xin được chào đón Quỳnh nhé, wow, chính Quỳnh. Chúng tôi xin được chào đón Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Hoa hậu Hoàn Cầu 2017. Trần Thị Quỳnh, Đương Kim, Quỳnh, Vương Miện đâu rồi? Vương Miện đâu rồi? Đón cấp cao Hoa hậu dân tộc Việt Nam Nguyễn Hồng Diễm. Giới thiệu stylist Toản Trần. Xin được chào đón siêu mẫu Á hậu Võ Hoài Yến. Vâng, thưa quý vị, xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.